GAZ Tiger là xe bọc thép hạng nhẹ đa năng do Công ty Công nghiệp Quân sự Nga VPK trực thuộc tập đoàn GAZ sản xuất. Xe chủ yếu được sử dụng trong Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Nga để thực hiện các nhiệm vụ hộ tống, tuần tra và chống khủng bố. GAZ Tiger có thiết kế động cơ phía trước, cabin lái ở giữa và buồng chở binh lính ở phía sau. Thiết kế mô đun của xe cho phép phục vụ các hoạt động khác nhau trên chiến trường hoặc trong nội đô. Xe có chiều dài 5,16m, rộng 2,2m, cao 2m, trọng lượng 5,3 tấn và có thể tăng lên tới 7,8 tấn nếu lắp thêm giáp chống đạn bổ sung. Xe có thể mang tải trọng 1.500 kg với một tài xế và 11 ghế. Một số phiên bản khác được trang bị chỗ ngồi từ 4 cho đến 9 người. Về hỏa lực, xe được trang bị súng máy 7,62mm hoặc 12,7mm cùng hệ thống súng phóng lựu tự động 30mm. Các loại vũ khí này được gắn trên nóc xe. Xe trang bị hệ dẫn động 4 bánh, bộ giảm chấn và bộ ổn định dạng ống lồng thủy lực. Lốp của xe là loại KI115AM với hệ thống bơm lốp tự động, cho phép người lái điều chỉnh áp suất lốp theo điều kiện địa hình. Xe có khả năng di chuyển trên những cồn cát khó đi và hoạt động ở vùng khí hậu sa mạc với nhiệt độ môi trường xung quanh lên tới 50 độ C. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt mua lô xe GAZ Tiger-M với lớp giáp bọc thép bổ sung. Theo đó, xe chở 2 thành viên tổ lái và 7 binh lính, có nhiệm vụ hỗ trợ tuần tra, yểm trợ hỏa lực, vận chuyển bộ binh, trinh sát và hộ tống các đoàn xe.